Mới đây khi Thành ủy Hà Nội đề nghị kiểm tra xem xét trách nhiệm những người liên quan vì đã để xảy ra tắc trách trong việc triển khai dự án đường Kim Liên Ô Chợ Dừa Hoàng Cầu, cụ thể ở đây là hạng mục vỉa hè, thì sự việc đã nhanh chóng được dư luận quan tâm. Thực tế không chỉ tuyến đường đắt tiền này mà còn rất nhiều những công trình giao thông đô thị khác cũng đang có những khiếm khuyết tương tự mà chưa được xử lý. Phải chăng phát triển giao thông đô thị của thủ đô đang bỏ quên những hạng mục phụ khiến cho nhiều tuyến phố đẹp lại thành ra nhếch nhác xấu xí? Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Khó mà nhận ra dấu ấn của một công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Một phần bởi tấm bảng hiệu lem nhem, chữ còn, chữ mất. Một phần bởi sự xấu xí của vỉa hè trên tuyến đường này. Cũng trong tình trạng tương tự, vỉa hè đường Nguyễn Xiển trên tuyến Vành Đai 3 nhếch nhác đến mức không thể chấp nhận được. Quá là cái bẫy, cái ổ voi người ta còn có thể ngã ra, người ta đứng dậy được, nhưng mà cái lắp cống thì người ta thụt xuống khác thì cái hầm trông. Vỉa hè này thì không thể chấp nhận được, đường vỉa hè thì xấu, cặp kênh này đi, nếu mà đi mà không để ý nhìn dấu gì là bấp, mà cái cống kia thì bên không biết là bên nào quản lý, bên thoát nước gì đấy, nó cứ mở nắp cống ra xong lại để đây để căng dây kia ăn thua gì. Vỉa hè là một hạng mục phụ trong các dự án giao thông, nhưng không vì thế mà phủ nhận sự cần thiết và tầm quan trọng của nó. Thông thường, khi xây dựng một tuyến đường, những hạng mục phụ sẽ được hoàn thiện sau cùng. Ngay cả khi đường đã đưa vào sử dụng, đơn vị thi công vẫn có một khoảng thời gian nhất định để hoàn thiện những hạng mục này. Tuy nhiên, trên thực tế, khoảng thời gian này thường bị kéo dài quá mức cho phép, gây phiền phức cho người dân. Hoặc có hoàn thiện thì một thời gian sau lại bị đào lên, lấp xuống vì nhiều lý do. Chất lượng thi công vỉa hè cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi khi mà chỉ vài trận mưa nhỏ là nền đã bị bong chóc, sụt lún. Trong khi đó, thi công vỉa hè không đòi hỏi trình độ khoa học công nghệ cao, cũng không cần phải thợ tay nghề giỏi hay chuyên gia nước ngoài mới làm được. Gần như là một cái sự thích nghi người ta phải chấp nhận thôi. Mà nó có phải là cái việc mà ở một nơi, một chỗ nào đâu. Chỗ nào cũng như thế, cái đấy là do bên quản lý, làm sao mà tôi biết được. Cái con đường ấy không những là một cái tuyến về giao thông, nhưng nó là một đường phố. Nên kiến trúc của nó không chỉ là kiến trúc của mặt đường, vỉa hè, cột điện, chiếu sáng, rồi là biển báo và tất cả mọi những cái nội dung trong thiết kế con đường, nó phải được hết sức đồng bộ. Một lý do được đưa ra để giải thích cho sự đào xới vỉa hè thường xuyên và thiếu kiểm soát như hiện nay là hạ tầng trong nội đô không được đầu tư đồng bộ. Thế nhưng, không thể đổ lỗi hết cho nguyên nhân này mà cần thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót trong quản lý đầu tư quy hoạch, xây dựng hạ tầng giao thông đô thị. Thực tế, kinh phí đầu tư cho những hạng mục phụ như vỉa hè không hề nhỏ, nhưng việc quản lý chất lượng, duy tu, sửa chữa lại không được thực hiện đến nơi đến chốn và không tương xứng với số tiền bỏ ra. Đối với một đô thị lớn như thủ đô Hà Nội, việc quy hoạch phát triển giao thông đô thị luôn là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu, có nguồn vốn đầu tư lớn. Để có những công trình giao thông đô thị chất lượng, an toàn, mỹ quan thì không nên bỏ qua những chi tiết nhỏ, dù chỉ là một chiếc hố ga hay một đoạn vỉa hè.